chúng tôi chọn A cộng, và tại vì là chúng tôi muốn một cái đơn vị mà có khả năng thiết kế thi công công trình chọn gói, và chúng tôi không phải quan tâm nhiều đến các cái chi tiết trong quá trình thi công. Thiết kế của A cộng thì tôi đánh giá rất là cao cái hiệu năng sử dụng. A cộng luôn để ý đến những chi phí đầu tư cho chủ đầu tư, tránh những cái lãng phí và vẫn đảm bảo được tính mỹ thuật của công trình. Tất cả thì đã đáp ứng được cái kỳ vọng của chúng tôi.